Bảo Hà Auto đã trở lại với chuyên mục so sánh xe cực hot. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai mẫu xe được săn lùng trên mọi chiến tuyến trong phân khúc xe 7 chỗ: Suzuki Ertiga 2020 và Toyota Avanza 2020. Nhắc đến hai mẫu xe này thì không ít người dễ dàng nhận ra nhu cầu sử dụng của từng chiếc có một sự khác biệt khác xa. Cụ thể, Suzuki Ertiga 2020 là chiếc xe mang lại sự tiện nghi nhiều nhất dành cho người dùng, trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Toyota Avanza 2020 mang lại sự bền bỉ, ăn chắc mặc bền. So sánh về giá bán. Suzuki Ertiga 2020 đang là vua giá rẻ trong phân khúc MPV tại Việt Nam. Đây là lợi thế lớn nhất để mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản tạo ra lợi thế tại Việt Nam. Với 3 phiên bản hiện hành, Suzuki Ertiga được phân phối với giá dao động từ 499 tới 559 triệu đồng. Ở phiên bản mới nâng cấp, Toyota Avanza 2020 vẫn bán với 2 phiên bản cùng mức giá tăng nhẹ so với trước đây, dao động từ 544 tới 612 triệu đồng. So sánh về ngoại thất. Nếu xét về kích thước, Suzuki Ertiga Sport 2020 cũng như Toyota Avanza 2020 đều sở hữu kích thước nhỏ nhất phân khúc. Điều đó khiến hai chiếc xe này có cảm giác không thực sự thanh thoát. Theo công bố của nhà sản xuất, Toyota Avanza nhỉnh hơn Suzuki Ertiga Sport ở chiều cao và khoảng sáng gầm, còn những thông số còn lại đều thua thiệt khá nhiều so với đối thủ. Cụ thể, thông số kỹ thuật của các mẫu xe lần lượt theo dài rộng cao như sau. Ở Suzuki Ertiga Sport 2020 có chiều dài rộng cao tương ứng 4.395 x 1.735 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở 2.740, khoảng sáng gầm 180 mm. Ở Toyota Avanza 2020 có chiều dài rộng cao tương ứng là 4.190 x 1.660 x 1.740 mm, chiều dài cơ sở 2.655 mm và khoảng sáng gầm 200 mm. Về thiết kế đầu xe. Ở những bản nâng cấp mới nhất, Suzuki Ertiga Sport 2020 và Toyota Avanza 2020 không thay đổi quá nhiều về ngoại hình. Hai mẫu xe cùng đến từ Nhật Bản này có sự cải tiến ở một số chi tiết, trong đó Avanza còn được bổ sung công nghệ đèn chiếu sáng tốt hơn đối thủ. Nhìn trực diện, phần đầu rõ ràng Ertiga Sport 2020 cho thấy mình hợp thời hơn với lưới tản nhiệt dạng mắt xích được bao bọc bởi vật liệu chrome. So ngay với thế hệ tiền nhiệm, Suzuki Ertiga đã có sự lột xác hoàn toàn để kéo người tiêu dùng lại gần với mình nhờ sự đổi mới đáng kể này. Điểm trừ trên chiếc xe rẻ nhất phân khúc đến từ hệ thống chiếu sáng biến thể Sport cao cấp nhất, nhưng xe vẫn chỉ dùng bóng halogen projector phản xạ đa chiều. Ngoài ra, khách hàng Việt khá thiệt thòi khi Ertiga mới không có trang bị đèn định vị ban ngày. May mắn thay, đèn sương mù vẫn hiện diện ở đầu xe. Lại gần Toyota Avanza 2020, chi tiết thay đổi và ghi điểm lớn nhất của chiếc xe này đến từ cụm đèn trước được nâng cấp với đèn pha cốt dạng LED có tính năng nhắc nhở đèn sáng. Thế nhưng, một lần nữa người dùng vẫn chưa nhìn thấy đèn định vị ban ngày xuất hiện trên miếc MPV của thương hiệu đắt giá Toyota. Mặc dù đã có cải tiến ở mặt ca lăng, nhưng nhìn chung Toyota Avanza 2020 vẫn khó thuyết phục được người dùng bởi phong cách thiết kế này vẫn theo hơi hướng truyền thống, hay nói cách khác, nó mang đến sự an toàn cho xe giống nhiều mẫu xe anh em. Về thiết kế thân xe. Suzuki Ertiga Sport 2020 có phần thân xe nổi bật hơn hẳn, trong đó chúng tôi đánh giá cao nhất khu vực trụ D sử dụng kính đen. Chỉ với một chi tiết nhỏ này đã giúp chiếc xe trở nên thanh thoát hơn thay vì liền mạch như Avanza. Sự hiện đại trên Suzuki Ertiga Sport còn đến từ hệ thống gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp báo rẽ dạng LED, tay nắm cửa bọc chrome và có cảm biến mở cửa thông minh. Phiên bản facelift Ertiga Sport còn sở hữu bộ mâm hợp kim hai màu hoàn toàn mới hiện đại hơn, dạng màu nhôm của đời cũ. Vì vậy, người dùng mẫu xe MPV này vẫn chỉ có la răng kích thước 15 inch, khá nhỏ với một chiếc xe đa dụng. Toyota Avanza 2020 thua thiệt hoàn toàn khi nhìn từ phần thân so với Ertiga Sport. Dù có mức giá cao hơn khá nhiều, nhưng gương xe chưa tích hợp đèn xi nhan. Rất may, bản cao cấp của Avanza vẫn hiện hữu tính năng chỉnh gập điện. Nhiều người cho rằng Toyota Avanza nên cập bến Việt Nam từ 10 năm trước bởi tay nắm cửa của xe giờ đây vẫn chỉ dạng chìa khóa cơ truyền thống. Tương tự đối thủ, chiếc MPV cỡ nhỏ của Toyota cũng sử dụng bộ mâm 15 inch hợp kim hai màu. Về thiết kế đuôi xe.
Nếu Suzuki Ertiga Sport 2020 đã tích hợp nút mở cốp ở khu vực biển số, thì Avanza giờ đây vẫn theo phong cách dùng chìa khóa cơ. Đây là một trong những chi tiết thể hiện sự bảo thủ của thương hiệu Toyota. Ngoài ra, Toyota Avanza 2020 còn không có một số trang bị an toàn mà lẽ ra phải xuất hiện là lựa chọn tiêu chuẩn như Ertiga Sport như camera hay cảm biến lùi. Nhìn chung, người dùng Toyota Avanza khá thiệt thòi khi bỏ ra hơn 600 triệu đồng cho bản AT để sở hữu chiếc MPV quá nghèo nàn về trang bị. Cùng với đó, ngoại thất cũng thể hiện sự truyền thống, an toàn đúng chất Toyota. So sánh về nội thất. Có thể dễ dàng nhận ra Suzuki Ertiga Sport 2020 mang phong cách thiết kế trẻ trung, hiện đại hơn rất nhiều so với đối thủ. Điều đó được thể hiện qua màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn đặt nổi với kích thước 10 inch. Không những vậy, để gia tăng sự hiện đại, chi tiết giả gỗ cũng được sử dụng ở đây và cả táp ly cửa. Trong khi đó, Toyota Avanza 2020 bị nhiều người dùng chỉ trích khi đến giờ này vẫn giữ thiết kế khá cổ hủ ở bảng táp lô trung tâm. Dù đã nâng cấp màn hình giải trí, nhưng Avanza vẫn không cải thiện nhiều nếu xét về mặt thẩm mỹ. Đặc biệt, cửa gió điều hòa trên xe có thiết kế khá thô nếu so sánh với đối thủ. Về thiết kế vô lăng và bảng đồng hồ. Suzuki Ertiga 2020 là chiếc xe duy nhất trong phân khúc MPV sử dụng vô lăng dạng D cắt, thiết kế thường thấy trên những mẫu xe thể thao. Chính tay lái hiện đại này đã giúp chiếc xe của Suzuki ghi điểm với người dùng Việt và còn được ốp giả gỗ đầy mới mẻ. Điểm trừ ở đây có lẽ đến từ việc xe còn thiếu nhiều nút bấm, trong đó trang bị ga tự động là một trong những chi tiết khiến người dùng không hài lòng nhất trên Ertiga, ngay cả trên bản Sport cũng không hề có. Về phương diện này, Toyota Avanza 2020 cũng chẳng có điểm gì nổi trội hơn đối thủ. Mẫu xe do Toyota sản xuất vẫn sử dụng vô lăng 3 chấu. Ngoài phím chỉnh âm lượng, mốt và chỉnh kênh radio, bên phải tay lái xe cũng trống trơn, đồng nghĩa không có chế độ ga tự động. Cụm đồng hồ phía sau trên Ertiga Sport được đánh giá cao hơn nhờ thiết kế gọn gàng, còn Avanza vẫn mang dáng dấp khá to bản và thô. Về ghế ngồi. Trải nghiệm không gian ghế ngồi là sự khác biệt lớn giữa hai chiếc xe, trong đó Suzuki Ertiga Sport 2020 mang đến tầm quan sát tốt hơn ở các vị trí nhờ hàng ghế được bố trí cao ráo. Hàng ghế cuối trên piếc MPV này thoải mái cho người lớn khoảng 1m72 trở xuống. Trong khi đó, Toyota Avanza 2020 là chiếc xe có vị trí ngồi thấp nhất phân khúc. Đặc biệt, hai hàng ghế sau luôn có cảm giác không gian hơi chật chội và bí bách. Hàng ghế cuối Toyota Avanza không thực sự thoải mái như đối thủ cùng phân khúc. Ở cả Ertiga Sport và Avanza, ghế ngồi trên xe đều chỉ xuất hiện ghế bọc nỉ và chỉnh cơ hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đánh giá cao chất liệu nỉ trên Suzuki Ertiga Sport hơn. Nó không bị quá rẻ tiền như những gì xuất hiện trên Avanza. So sánh về tiện nghi. Với số tiền 589 triệu đồng bỏ ra để sở hữu Suzuki Ertiga Sport 2020, người dùng được trải nghiệm không gian tiện nghi được đánh giá khá tốt trên xe. Đó chính là hệ thống màn hình cảm ứng 10 inch cho phép kết nối smartphone qua hai hệ điều hành Apple CarPlay và Android Auto. Những tiện nghi khác trên Ertiga bản Sport có thể kể đến gồm điều hòa tự động hai dàn lạnh, nút bấm khởi động, kính lái một chạm, hai khe cắm thẻ nhớ SD. Toyota Avanza 2020 sẽ cung cấp cho người dùng hệ thống giải trí gồm màn hình DVD 7 inch với những kết nối cơ bản như AUX, USB, Bluetooth. Xe được trang bị 6 loa với bản cao cấp. Lẽ ra, với 621 triệu đồng, Toyota Avanza phải cung cấp cho người tiêu dùng Việt những tiện nghi như khởi động bằng nút bấm hay điều hòa tự động, nhưng chiếc xe này lại không. Có thể những trang bị này sẽ xuất hiện trên bản nâng cấp năm sau, bằng không, rất khó để mẫu xe này đủ sức cạnh tranh với các đối thủ. So sánh về công nghệ an toàn. Ngoài hệ thống chống bó cứng phanh ABS, bổ trợ lực phanh điện tử EBD, hai túi khí, camera cảm biến lùi, duy trì từ bản Limited, Suzuki Ertiga Sport 2020 còn được bổ sung hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống khởi hành ngang dốc. Đây là hai trang bị đáng giá đã được nhà sản xuất Nhật Bản lắng nghe từ người tiêu dùng và kịp trang bị trên phiên bản cao cấp này. Trong khi đó, Toyota Avanza 2020 có một số trang bị an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hai túi khí người lái và hành khách phía trước, dây đai an toàn 3 điểm cho 6 vị trí trên xe và 2 điểm cho vị trí giữa của hàng ghế thứ hai. Trang bị thiếu nhất trên mẫu xe của Toyota là camera hay cảm biến lùi. Tưởng như đây là những option tiêu chuẩn trên hầu hết xe hơi trong tầm giá, nhưng điều này Avanza cũng không có được. So sánh về khoang hành lý.
Suzuki Ertiga Sport 2020 và Toyota Avanza 2020 có khoang hành lý khá giống nhau khi cả ba hàng ghế được dựng lên khi chở đủ tải. Không gian ở đây lúc này không rộng rãi mà nó chỉ đủ dành cho những vali nhỏ và số lượng cũng không quá nhiều. Tuy nhiên, Suzuki Ertiga Sport lại có thể gập ghế phẳng hoàn toàn nên người dùng sẽ có không gian chứa đồ tốt hơn hoặc cũng có thể biến thành giường mini cho những chuyến đi xa. Còn Toyota Avanza với phong cách gập ghế cũ nên việc tối ưu không gian ở đây không được như đối thủ. Đây là một trong những điểm trừ lớn nhất của chiếc MPV do Toyota phân phối. So sánh về động cơ, Suzuki Ertiga Sport 2020 không nâng cấp động cơ, xe vẫn dùng máy loại KB15 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.5 lít cho sức mạnh 103 mã lực và mô men xoắn 138 Nm. Người dùng sẽ có sự lựa chọn hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước với bản Sport. Bên kia chiến tuyến, Toyota Avanza 2020 bản cao cấp sử dụng động cơ Dual VVT-i i4 1.5 lít cho công suất tối đa 103 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và 136 Nm mô men xoắn tại 4.500 vòng trên phút. Cỗ máy trên ghép nối với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau. So sánh về khả năng vận hành, là mẫu xe MPV với khả năng chở 7 người nên Suzuki hướng Ertiga Sport vận hành linh hoạt ở đường nội đô. Ở giải vận tốc thấp, Suzuki Ertiga Sport 2020 cho thấy động cơ hoàn toàn đáp ứng với những điều kiện vận hành thông thường. Dù tên gọi bản Sport, nhưng chiếc xe này sẽ không mang đến những cảm giác lái thể thao. Khi chạy ở tốc độ cao, không khó để cảm nhận sức ì đến từ cỗ máy, chỉ có dung tích xi lanh 1.5 lít. Khi đó, mỗi khi vượt xe cùng chiều, tài xế cần phải quan sát kỹ và dành cho mình khoảng trống đủ cần thiết để mang đến sự an toàn. Nhược điểm lớn nhất khi chúng tôi cầm lái Suzuki Ertiga ở quãng đường dài là xe không có hệ thống ga tự động. Điều đó đồng nghĩa bạn luôn phải đạp ga suốt chặng đường dù trên cao tốc rất thoáng phương tiện tham gia giao thông. Vấn đề này đã được người dùng đề cập nhưng phiên bản hiện tại nâng cấp Suzuki Ertiga Sport 2020 vẫn chưa được bổ sung. Trong khi đó, Toyota Avanza 2020 cũng là chiếc xe dành cho đường đô thị là chủ yếu. Tuy nhiên, với những gì trang bị trong khoang lái, rất khó để có cảm xúc lái xe tốt nhất. Động cơ 1.5 lít trên Toyota Avanza không khác với đối thủ nên sẽ không lại khả năng cầm lái thích thú hay quá lanh lẹ dành cho tài xế. Toyota Avanza 2020 tiếp tục giống Ertiga Sport khi không có chế độ ga tự động nên di chuyển đường dài sẽ vất vả với tài xế. Tổng quát, nằm ở mức giá 612 triệu đồng, nhưng Toyota Avanza 2020 đang tỏ ra nghèo nàn về trang bị. Ngoài cụm đèn LED phía trước hơn đối thủ, còn lại Suzuki Ertiga Sport 2020 đều tỏ ra vượt trội. Theo chúng tôi, Avanza 2020 dành cho những khách hàng yêu thích đặc biệt thương hiệu Toyota mới có thể chấp nhận được những thiếu thốn ở hầu hết các khía cạnh của mẫu xe này. Còn với những người thực dụng, không quan tâm thương hiệu mà chỉ hướng đến chiếc xe phục vụ được nhu cầu cần thiết, thì Suzuki Ertiga Sport 2020 rõ ràng là sự lựa chọn đánh giá. Mẫu xe này đáp ứng nhiều nhu cầu phục vụ gia đình hay kinh doanh vận tải. Hơn nữa, bạn còn bỏ túi đến 53 triệu đồng thay vì chọn Toyota Avanza. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bản tin xe tại Bảo Hà Ô Tô. Hãy ấn like và subscribe kênh Bảo Hà Ô Tô để nhận được những bản tin xe nhanh và sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại vào những bản tin sắp tới.